nhằm kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng vừa chủ trì giao ban trực tuyến với các đơn vị và địa phương liên quan. Tại cuộc họp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết cả 4 dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng 100% vị trí móng cột, triển khai đồng loạt được 1.174 trên 1.777 vị trí, trong đó hoàn thành đúc móng 184 trên 1.177 vị trí, còn 3 trên 1.177 vị trí dự án Nam Định 1, phố nối chưa đưa vào thi công. Hiện đơn vị đang tích cực phối hợp giải quyết. EVN phấn đấu sẽ hoàn thành công tác đúc móng trước tháng 4 năm 2024, triển khai dựng cột kéo dây trước 30 tháng 6, đảm bảo tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng. Sau khi nghe báo cáo của EVN, ý kiến phát biểu của các địa phương, các bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương nơi dự án đi qua phối hợp với chủ đầu tư tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng để có sự đồng thuận, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến, đồng thời tiếp tục hỗ trợ EVN, EVN-NPT trong công tác thi công, xây dựng, chỉ đạo xử lý ngay những vướng mắc phát sinh nếu có. EVN, EVN-NPT cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục phê duyệt đầu tư phát triển dự án làm cơ sở cho phương án đền bù toàn dự án nhằm đảm bảo đồng bộ thống nhất, đặc biệt là phải đảm bảo cả tiến độ lẫn chất lượng kỹ thuật, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhà thầu nào không đảm bảo tiến độ phải kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.